Xin chào mọi người, mình là Yaki đây. Hôm nay Cougar Village mang tới cho các bạn update của một vũ khí phiên bản Iceborne, đó chính là Lance. Một trong những vũ khí sở hữu chiếc khiên mạnh nhất game nên cũng không có gì khá bất ngờ khi moveset mới và cơ chế thay đổi đều đến từ chiếc khiên của chúng ta. Moveset mới của Lance có tên là Counter Claw. Để sử dụng được moveset này, chúng ta thực hiện như sau. Trong trạng thái cầm vũ khí, hãy ấn nút V kích hoạt Guard Shot, sau đó ấn chuột phải. Counter Claw sẽ được sử dụng. Nếu quái vật đánh vào vị trí bạn đang thủ thế, nhân vật sẽ bắn chiếc móc vào vị trí mà quái sử dụng để tấn công chúng ta và đu tới bám vào vị trí đã chỉ định này. Lúc này bạn có thể ấn chuột trái để đâm vào tenderize quái. Khi bám móc bằng moveset vừa rồi, bạn sẽ rất khó bị quái quật ngã. Moveset này có thể sử dụng khi bạn đang sử dụng counter attack. Hãy nút V để kích hoạt counter claw nếu bạn có ý định tenderize quái. Giả sử bạn nhìn thấy con quái vật chuẩn bị tấn công tới, bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng counter attack. Nhưng trong một số trường hợp, nếu bạn muốn tenderize quái để đánh cho nhanh thì đừng quên sử dụng moveset này. Hãy bật V cộng chuột phải và chờ con quái đâm vào. Nhân vật sẽ bị đẩy lùi đi xa, nhưng chiếc móc claw sẽ móc vào con quái vật và chúng ta sẽ đu lại về phía trước. Rất là hữu dụng phải không nào? Lance là vũ khí hạng nặng nên chúng ta chỉ cần một lần là có thể tenderize được quái rồi. Bên cạnh đó, nếu trong trạng thái Counter Claw, nếu bạn ấn chuột trái, nhân vật sẽ sử dụng Leaping Thrust đâm từ phía trước. Nói một chút về tư thế Guard Shot nào. Nếu bạn bắn Slinger thì ngay sau đó bạn sẽ hoàn toàn có thể Leaping Thrust đâm từ phía trước và nhồi combo ngay sau đó. Nếu bạn muốn chủ động tenderize quái, đơn giản hãy đu lên bằng V cộng chuột phải và làm mềm vị trí chỉ định hoặc sử dụng Slinger để bắn quái vào tường. Còn một điều cần chú ý nữa đó chính là khi kích hoạt trạng thái Power Guard, chúng ta có thể thấy có một ánh sáng xanh xuất hiện. Đây chính là Power Guard Up. Khi ở trạng thái này, bạn sẽ đỡ được hầu hết mọi đòn tấn công. Bình thường, bạn sẽ cần Skill Guard Up để kích hoạt cơ chế này. Giờ đây, chiếc khiên của chúng ta đã mạnh, nay còn mạnh hơn nữa. Nhìn chung, Lance là một trong những vũ khí đã được buff. Mặc dù không có nhiều moveset mới được thêm vào trong vũ khí này, nhưng nếu bạn là một Lancer giống như tôi, chúng ta sẽ luôn biết rằng Lance là một vũ khí mạnh mẽ và đơn giản thế nào, phải không nào? Đôi khi bạn chỉ cần một cây vũ khí đáng tin cậy là đủ. Nếu phải đối mặt với những Tyrex, Nagakura thì việc cầm trên cây Lance sẽ giúp bạn an tâm hơn rất nhiều. Nếu bạn chưa biết chơi Lance thì đừng quên check video hướng dẫn của bọn mình nhé. Mong rằng sẽ có thêm nhiều Lancer gia nhập hội kỵ sĩ thanh chiến Iron Guard. Đừng quên ấn like và subscribe để học những video tiếp theo của bọn mình. Mình là Yaki, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. See ya!